CT Pharma đã có buổi làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp phô cốt đan top đầu Nhật Bản nhằm tối ưu công thức và nâng cao nguồn nguyên liệu. Công thức và nguồn nguyên liệu là hai yếu tố cốt lõi và quan trọng tạo nên chất lượng và uy tín của sản phẩm. Thấu hiểu điều đó, CT Pharma không ngừng nỗ lực làm việc với các đối tác lớn để lựa chọn được nguồn nguyên liệu chất lượng cao nhất, đồng thời tối ưu công thức sản xuất đảm bảo mang lại hiệu quả sử dụng cho người dùng. Đặc biệt, đối với hai thương hiệu Fukudan của CT Pharma là Nuchi Fukudan và Fukudan Ke, chúng tôi càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn đối tác uy tín để hợp tác. Đến nay, CT Pharma tự hào cả hai thương hiệu Nuchi Fukudan và Fukudan Ke đều được ứng dụng nguồn Fukudan Mozuku chất lượng nhất trên thế giới, được nhập khẩu trực tiếp 100% tại công ty cung cấp Fukudan top đầu Nhật Bản, cũng là đơn vị cung cấp Fukudan lớn nhất cho các công ty dược tại Mỹ, EU, Đông Á. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, CT Pharma đã có buổi trao đổi, làm việc trực tiếp với đơn vị đối tác, cung cấp và chuyên gia Nhật Bản để thảo luận, đánh giá và cập nhật công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản xuất. Trong buổi làm việc, các chuyên gia từ Nhật Bản đều đánh giá chất lượng hai sản phẩm Nuchi Fukudan và Fukudan Ke không hề thua kém bất kỳ sản phẩm Fukudan nội địa nào khác của Nhật. Đặc biệt, vì hàm lượng Fukudan trong sản phẩm của CT Pharma cao đạt tới 92%, trong khi nhiều dòng sản phẩm Fukudan khác chỉ đạt 33%. Cụ thể trong đó, Nuchi Fukudan có chứa tới 1.250mg Fukudan và Fukudan Ke có 200mg Fukudan trên một viên nang. Cùng với hệ thống nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản mang đến hai dòng sản phẩm Fukudan giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt là khả năng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung biếu tốt nhất hiện nay. Nuchi Fukudan và Fukudan Ke trải qua quá trình kiểm định khắt khe giữa Nhật Bản và Việt Nam, được công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên chúng tôi rất tự hào về thương hiệu uy tín của mình. Những hỗ trợ, hợp tác và đánh giá cao từ khách hàng, đối tác và các chuyên gia cũng là động lực để CT Pharma không ngừng cải tiến hướng đến sự phát triển bền vững.